Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay mình quay bà con xem về toàn bộ cái quá trình ra hoa đậu quả của một cây bơ búp. Thì cái đây là mình quay cho bà con xem là lúc mà tưới nước giữ ẩm. Thì cái clip hôm trước mình cũng quay bà con xem trong giai đoạn ra hoa, từ lúc mà phân hóa hoa thì bà con luôn giữ ẩm cho mình nha. Thì cái này mình nhắc lại sơ thôi, còn những clip trước mình nói rồi. Thì đây là toàn bộ những cái quá trình mà ra hoa, giữ ẩm và đậu trái của cây bơ búp. Mình sẽ quay rất là chi tiết và cụ thể cho bà con xem. Thì mình vẫn khuyên bà con á, trong giai đoạn ra hoa bà con vẫn giữ cỏ hết và để cỏ hết dưới gốc cho mình, càng ẩm càng tốt. Thì cái giai đoạn nở hoa nó rơi vào tháng 1 và tháng 2 âm lịch á, thì thời gian này nó thời tiết rất là nóng và rất là khắc nghiệt, nên bà con vẫn giữ ẩm cho mình. Thì cái nguyên năm nay á, thì sản lượng bơ nó rụng rất là nhiều, mình cũng nói trước bà con rồi, thì vai trò vẫn là giữ ẩm cho mình. Thì cái đây là cái mình quay chung để cho con xem. Thì cái bơ này mình quay từ lúc mà ra hoa tưới nước và tới lúc mà xả nhị đầu trái và tán nó phát đọt luôn. Thế ra toàn bộ quá trình của nó. Đây thì giai đoạn nó đang xả nhị đây, trái và ngọn nói chung là đang bắt đầu phát. Thì cái tỷ lệ năm nay á, thì bà con sản lượng mà đọt đi rất là nhanh, trong một số bà con chúng ta không phun thuốc chặn đọt được. Nói chung là rất nhiều trường hợp. Nên cái này mình chỉ quay sơ mà nói chung về cái quy trình mà ra hoa đậu trái thôi. Thì nói chung là quy trình này cũng rất là dài. Thì một cái bơ mình quay bà con á, đó là lúc ra hoa và lúc đây là đậu trái này. Trái và viên bi ở đâu đây, thì mình cũng có hướng dẫn bà con á, thì khi mà xả nhị xong thực chất ra cái trái mà bằng viên bi với hạt màu xanh mà con thấy sẽ không có thấy được, rất là ít, đa số là nó tập trung ở trong thân trong lá rồi nên nhìn rất là ít. Thì cái này mình quay trẻ không có toàn bộ được khi trái lớn, thì cái này mình quay cho con xem chới trái bằng viên bi. Sau này cây bơ nó trái nó lớn bằng giai đoạn trứng gà hoặc là trái trưởng thành to, thì mình sẽ quay hướng dẫn cho bà con về công tác là phun thuốc hãm ngọn, chặn ngọn và thuốc nấm cuốn như thế nào. Thì cái đó mình sẽ hướng dẫn thêm ở những phần từ 27 trở đi. Thì đó là giai đoạn mà chăm sóc từ trái bằng viên bi. Thì cái đó bà con chúng ta vẫn theo dõi, đăng ký kênh cho mình. Cái quan trọng nhất mình vẫn nhắc nhở bà con đó là côn trùng chi thúc, đó là mọt đục cành, bọ xích, rồi ruồi vàng đó. Thì mấy con đó thì bà con luôn luôn phun thuốc phần cho mình. Nếu trái nhỏ và giai đoạn hạt đậu xanh rồi con nhúng màng, mà trái lớn từ viên bi trở lên nó có thể phun thuốc sau được rồi. Thì bà con phun những dòng thuốc mà nó có tính xua đuổi hôi á thì nó tốt hơn, mà nó giữ được lâu hơn, hiệu quả hơn. Còn những màng thì cũng tốt nhưng mà thời gian nó sẽ không được nhanh, mà cũng có thể là một số loại côn trùng á, nó kháng thuốc đi, bà con phun thuốc những màng nó cũng không có ăn thua nữa. Cái đó là mình chia sẻ riêng với cá nhân của mình. Còn đây là quá trình mà nó đã xả nhị xong và đọt nó phát hết rồi. Thì cái bơ này mình vẫn chưa cho chặn đọt, thì một số bà con chúng ta vẫn nôn nao là muốn chặn đọt. Thì cái cơ chế của chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng chặn, có nhiều cái nguyên nhân để chúng ta chặn đọt, vì cơ chế cái bơ búp nó thế, không phải là chặn đọt. Đối với những dòng bơ khác á, có trường hợp chúng ta phải chặn, có trường hợp không chặn, nói chung là tùy vào trường hợp mình cho không chặn, chứ không phải là lúc nào cũng chặn. Vì nếu mà cái trường hợp nó không ảnh hưởng đến cái trái thì chúng ta cũng có thể bỏ qua luôn không chặn. Cái đó mình chỉ giải thích sơ lại cho bà con xem. Sau khi trái mình hình thành bằng cái viên bi này á, thì bà con có tiến thành làm cỏ cho mình được rồi. Thì giai đoạn này bà con thắc mắc là có nên bón phân không, thì từ giai đoạn viên bi trở lên thì bà con có thể bón phân chuồng cho mình, vi sinh cho mình được rồi. Còn hóa học tạm thời bà con cũng hạn chế là chưa nên bón được. Đó là mình chia sẻ kinh nghiệm của mình. Còn với một giai đoạn, vì qua cái giai đoạn này đọt nó già hết rồi, tới giai đoạn mà chuẩn bị trứng gà, nó sẽ phát một giai đoạn rất là mạnh. Giai đoạn đó thì mình sẽ thông báo cho bà con sớm để bà con phun thuốc chặn đọt sớm, hãm ngọn sớm. Còn giai đoạn này mình nhắc lại là phun thuốc côn trùng chích thúc, nấm cuốn và dinh dưỡng canxi và chung vi lượng cho nó, tập trung cho nó đủ dinh dưỡng, nó nuôi trái và nuôi lá. Thì giai đoạn này lá cũng đã gần già rồi, thì trái mình quay đây vòng rất là cụ thể. Thì đó là cái toàn bộ quá trình mà ra hoa đậu quả một cây bơ búp. Thì clip 26 mình quay cho con xem, đó là quay chọn một bơ ghép. Thì mình sẽ quay toàn bộ một quy trình một cây bơ, tới lúc nào thu hoạch, lúc nào nên bón phân gì để cho nó hiệu quả, thì bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ quay và hướng dẫn rất là chi tiết cho bà con xem. Thì cây bơ này mình quay rất là cụ thể cho bà con đó, từ lúc mà tưới nước á, tại sao mình luôn nói bà con giữ ẩm cho mình và hãy để cỏ. Thì cái này nó cơ chế ở Việt Nam chúng ta thì nhiệt độ á, thì mình giải thích ở clip 25 rồi đó. Nói chung rất nhiều nguyên nhân, thì bà con chúng ta cũng rất là thắc mắc là tại sao phun thuốc mà vẫn rụng, thì cái đó là đều không ai muốn hết, nên cái đó mình chia sẻ với bà con. Nên để rút kinh nghiệm thì bà con luôn luôn giữ ẩm cho mình. Không phải cái thời tiết này nó đục, nó thay đổi rất là nhanh, cần gió, nên cái sản lượng năm nay rụng rất là nhiều, nên cái đó là mình rất là tiếc cho bà con nông dân chúng ta.
Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình chia sẻ tất cả các video ở bên cây bơ bút và một số cây trồng khác. Xin cảm ơn bà con ạ.
We'll be right back.